Phật tử nếu có chúng sinh nên dùng Niết Bàn độ được thì Như Lai bèn vì họ thị hiện Niết Bàn, nhưng sự thật Như Lai chẳng sinh chẳng mất chẳng có diệt độ. Các vị Phật tử nếu có chúng sinh nên dùng Niết Bàn độ được thì Như Lai bèn vì họ thị hiện Niết Bàn, kỳ thật Như Lai cũng chẳng sinh cũng chẳng mất cũng chẳng có diệt độ. Phật tử ví như lửa trong tất cả thế gian hay dùng lửa để làm việc, và có lúc một nơi lửa tắt. Ý các vị thế nào, lửa tất cả thế gian đều tắt hết chăng? Đáp rằng không vậy. Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế, trong tất cả thế giới đều làm Phật sự, hoặc nơi một thế giới việc làm đã xong thì thị hiện vào Niết Bàn, đâu phải tất cả thế giới chưa phải Như Lai thể đều diệt độ. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác đại bát Niết Bàn như vậy. Các vị Phật tử ví như lửa trong tất cả thế gian hay dùng lửa để làm việc, hoặc có lúc một nơi lửa tắt, ý các vị thế nào, để tất cả thế gian đều tắt hết chăng? Bồ Tát đáp rằng không vậy. Tại một nơi lửa tắt, nhưng lửa của tất cả thế gian không tắt. Các vị Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế, trong tất cả thế giới đều là Phật sự, hoặc ở thế giới này chúng sinh đáng được độ đều độ xong, cho nên mới vào Niết Bàn, đâu phải tất cả thế giới hết thảy chưa phải Như Lai thảy đều diệt độ. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới Như Lai ứng chánh đẳng giác đại bát Niết Bàn như vậy. Lại nữa, Phật tử ví như nhà huyễn thuật khéo biết rõ huyễn thuật, dùng sức huyễn thuật ở trong 3000 đại thiên thế giới, tất cả cõi nước thành ấp tụ lạc thì hiện thần huyễn dùng sức huyễn để giữ gìn, trải qua suốt kiếp mà trụ. Nhưng ở xứ khác việc huyễn đã xong, bệnh ẩn thân chẳng hiện. Phật tử ý các vị thế nào, nhà đại huyễn thuật đó còn phải có phải ở một nơi ẩn thân chẳng hiện thì tất cả mọi nơi đều ẩn diệt? Đáp rằng không vậy. Lại nữa, các vị Phật tử ví như nhà huyễn thuật khéo biết rõ huyễn thuật, dùng sức huyễn thuật ở trong 3000 đại thiên thế giới, tất cả cõi nước thành ấp tụ lạc thì hiện thân huyễn không thật, dùng sức huyễn để giữ gìn, trải qua thời gian lâu dài suốt kiếp mà trụ. Nhưng ở xứ khác việc huyễn thuật đã làm xong, bèn ẩn thân huyễn chẳng hiện. Các vị Phật tử ý của các vị như thế nào, nhà đại huyễn thuật đó có phải ở một nơi ẩn thân chẳng hiện thì ở tất cả mọi nơi đều ẩn diệt chẳng hiện? Bồ Tát đáp rằng không vậy. Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế, khéo biết vô lượng trí huệ phương tiện các thứ huyễn thuật, trong tất cả pháp giới các hiện thân Phật giữ gìn khiến cho thường trụ hết kiếp tổ vị lai, hoặc ở một nơi tùy tâm chúng sinh làm Phật sự xong bèn thị hiện Niết Bàn, đâu phải một nơi thị hiện vào Niết Bàn thì tất cả mọi nơi đều diệt độ. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác đàm bát Niết Bàn như vậy. Các vị Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế, khéo biết vô lượng trí huệ phương tiện các thứ huyễn thuật, trong tất cả pháp giới các hiện thân Phật, và còn giữ gìn khiến cho thường trụ ở đời hết kiếp thuộc vị lai, hoặc ở một nơi tùy thuận tâm ý của tất cả chúng sinh mà làm Phật sự, khi Phật sự làm xong để thị hiện vào Niết Bàn, đâu phải một nơi thị hiện vào Niết Bàn thì tất cả mọi nơi đều diệt độ. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác đại bát Niết Bàn như vậy. Lại nữa, Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác khi thị hiện Niết Bàn thì vào tam muội bất động, vào tam muội đó rồi thì nơi mỗi mỗi thân đều phóng ra vô lượng trăm ngàn ước na do tha đại quang minh. Trong mỗi mỗi quang minh đều xuất hiện a tăng kỳ hoa sen, trong mỗi mỗi hoa sen đều có bất khả thuyết nhụy hoa báu đẹp, trong mỗi mỗi nhụy hoa đều có tòa sư tử, trên mỗi tòa sư tử đều có Như Lai ngồi kiết già, số thần Phật đó đồng với số tất cả chúng sinh đều đầy đủ công đức thượng diệu trang nghiêm từ nguyện lực xưa sinh ra. Nếu có chúng sinh căn lành thành thục thấy được thân Phật rồi đều được giáo hóa, nhưng thân Phật đó thuộc vị lai do giáo an trụ tùy nghi hóa độ tất cả chúng sinh. Lại nữa, các vị Phật tử Như Lai ứng chánh đẳng giác khi thi hiện Niết Bàn thì vào tâm muội bất động, vào tâm muội đó rồi thì nơi mỗi mỗi thân đều phóng ra vô lượng trăm ngàn ước na do tha đại quang minh, trong mỗi mỗi quang minh đều xuất hiện a tăng kỳ hoa sen, trong mỗi mỗi hoa sen đều có bức hạ tuyết